Hải ơi, em có thực sự chơi không? Có nhường em câu, có nhường em câu. Em để chị thắng, em nhường chị thôi, nhường em câu. Chị nhường em luôn. Và bây giờ sẽ là câu hỏi tiếp theo nha, câu hỏi số 4, Đà Nẵng. Trời ơi, quê mẹ em, quê mẹ em. Câu nào ở Đà Nẵng nổi tiếng là có thể quay được hết? Cầu sông Hàn ạ. Cầu sông Hàn ạ. Ai dễ mà. Dễ gì đâu. Dạ. Chính xác. Yeah. Chúc mừng. Rồi, và xin mời